Ok rồi, chào các bạn, mình là Subi đây. Lâu lắm rồi thì mình chưa vào Sale ở Thái Lan chơi nên là mình không biết dạo đây Sale ở Thái Lan leo rank có gắt hay không ý. Bởi vì là mọi khi mình vào Sale ở Thái Lan chơi, mình leo rank toàn gặp khách đấu thôi à. Thậm chí là gặp cả top server, top 1 đến top 100 luôn đấy các bạn. Bên này gặp trận rất là ảo luôn, các bạn BC ý. Thì hôm nay là mình sẽ vào lại một video leo rank bên server này nha. Và bắt đầu từ hôm nay là mình sẽ kêu một leo rank ở Sale Việt Nam và Sale ở Thái Lan luôn nha các bạn ơi. Và mình sẽ cố gắng là leo lên thách đấu Sale ở Thái Lan nhá. Ok. Thì đây là cái account của Thái Lan của mình nha. Có tên là Subi TV, có cái chữ Thái Lan đằng sau, có nghĩa là Subi TV Thái Lan đấy các bạn. Rồi ok, và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bấm chuông đăng ký nhận thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì vào trận thôi nào. Đây các bạn nhìn rank của cả hai team này, team mình thì toàn là vàng, còn team địch thì là đại cao thủ, hình như là thách đấu luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi, gặp trận bên server nó cứ sao sao ấy các bạn. Team mình thì toàn kiểu rank thấp, còn team địch toàn rank cao ấy, chênh lệch rank quá, chẳng biết là team mình có ăn được team địch không nữa. Trời ơi, căng vãi thề. Và mình có mang kỹ năng mặt AVKM thì tí nữa là mình sẽ về AVKM nhá, bởi vì là bên server này thì họ cũng phải AVKM rất là nhiều lượt đấy các bạn ơi. Úi giời ơi, vàng gặp thách đấu thế kia, đỡ làm sao được trời. Không hiểu luôn đấy, tại sao BC mà lại thiếu người quá hay sao mà toàn kiểu ghép trận cứ gặp thách đấu như này nhờ. Chắc là BC mà này ít người chơi, à đâu, Thái Lan càng nhiều người chơi BC chứ. Thái Lan kiểu là một server có YouTuber ruốc các thứ là chơi BC đấy mà, nên là mình nghĩ server này cũng rất nhiều người chơi BC đấy các bạn. Đúng, đúng. Sao ghép trận toàn kiểu gặp thách đấu như này thôi à các bạn ơi. Ghép trận ảo ma lắm luôn ý. Chơi mobile chắc là bình thường, còn chơi BC chắc là bị như thế này. Trời ơi. Đây, qua sửa luôn nha các bạn. Này, à cả, mày chế độ. Úi giời ơi, chạy là sao được. Ok, còn một thằng đằng kia thôi các bạn. Đây. Ok, hồi máu đi, mình sẽ bắt cua nhờ để bắn nó nha. Úi, từ bên này chứ hóa là vẫn đằng này nữa à. Ê, cầm nữa đấy. Này, úi giời ơi. Tính ra là thách đấu cũng bình thường chứ bộ nhờ. Chắc rank thách đấu bên server này phải lên tầm top 100 bao nhiêu sao đấy các bạn ạ. Nên là leo thách đấu server này rất là căng luôn, nhưng mà mình sẽ cố gắng thử leo nha. Ok. Ai từ trước mặt. Úi giời ơi, không kịp chạy. Má đột ngột quá ấy. Ơ kìa, mà thanh niên công có keo không vậy? Có keo le đã cứu xem nào. Trời ơi, được tiếc gì bỏ keo mà. Ui, có khi nó không bỏ keo rồi. Ai cứu được. Ơ ý vậy, tí mình chết kiểu gì vậy trời. Rồi ôi, ấy cứu được. Ơ kìa, đã cứu đi chứ. Ừ kìa, thế mình kia bị sao vậy, sao không cứu mình nhở. Ủa, vãi bạc kia có Dimitri kìa, sao nó bật một mình cho nó kìa. Tại sao không ra đây bật đi chi cho bọn mình nhở. Trời ơi, chơi game kiểu gì vậy trời. Đồng đội sợ quá các bạn ạ. Trời ơi, không biết cứu luôn á. Đây, từ. Này. Ủa ôi, sao mù mắt thế nhở, không vào đầu luôn. Này, không được một kill. Các bạn nhìn skin súng của ạc này quen không? Thật ra đây là ạc của anh hùng Akira nha. Thì anh hùng Akira không chơi bên server Thái Lan nữa, nên anh hùng cho mình ạc bên server này ấy. Và mình sẽ làm nhiều video bên server Thái Lan cho các bạn xem nhá. Úi dồi ôi, cứu làm sao được trời. Ok, thì quay lại nhập khẩu AVKM trong thính phát. Để bắn nào. Ơ không có à, vai. Thính thứ ba, ừ bây giờ kiểu thính nó ngẫu nhiên mà các bạn, không kiểu cố định như cái thính phải đợi nữa, nên là ở đây có AVKM đấy. Được. Úi giời ơi, không có trong thính nhưng có trong xác. Còn một thằng nữa thôi mà tìm nãy giờ không thấy đâu luôn á. À bên này có thính chết bên này. Ai à, từ. Ê từ. Úi ôi, mình đã chắc kiểu gì ấy. Này, ôi bay đầu luôn này. Chả lẽ team rank vào lại thằng team rank thách đấu 4-0 như này sao? Đấy, có 3-0 thôi mà. Là sao biết trước được, bây giờ lật chào thì sao nhỏ. Ừ, từ bây giờ mình sẽ ngồi lên keo với các mờ nha. Ui, thanh niên kia đặt quả keo chán đời thật sự luôn đấy. Đáng lẽ là mình bắn được với thanh niên kia rồi, nhưng mà có quả keo trước mặt. Như kiểu đồng đội mình đặt keo cho địch luôn đấy các bạn. Trời ơi, ôi kìa từ. Ui, sao bắn được hụt thế nhở. Trời ơi, không trúng luôn á. Ê, ui, vãi trưởng 2 máu 1 máu này. Hồi mà đâu mà đâu mà. Ui vãi luôn này. Trời ơi, mình ngay là mình sẽ chết mà. Bắt đầu là team nó lật kèo đấy các bạn ạ. Thách đấu đâu để thua dễ dàng như vậy được. Chả lẽ để thua team mình toàn rank vàng dễ dàng như vậy. Nên là bây giờ bắn đăng hoàng nè. Ui ôi. Sao mình cứu được. Ok, từ. Bây giờ phải làm sao để thắng luôn 4-1 bây giờ nhỏ. Căng thật sự luôn đấy các bạn ạ. Từ. Mình sẽ ngồi đây xem có thằng nào. À đây. Này. Ê, từ. Trời ơi, dàn vãi, đây bản thân đằng sau, thằng đằng trước là xuất hiện vãi, dàn ghê luôn á trời. Ui vãi, cả team mình chết rồi nè, trời ơi. Còn mỗi mình cái này bây giờ phải cân 4 sao. Này, ui từ. Mình sẽ cố gắng nhá, bắn được ai thì bắn nhá. Này. Úi giời ơi. Đây nữa nè, ok vào rồi. Từ, mình không bị vội cả. Bây giờ là mình leo đây là mình sẽ chết đấy các bạn ạ. Nên là mình phải cẩn thận nhá. Ok, không biết là thỉnh có súng gì không. Ui chọn súng tầm gần nhỏ, trời ơi. Ok, đủ rồi, 3-4 người này khó thật đấy. Cứu là sao được. Ui, đúng rồi, đã cứu luôn kìa. Ui,
đông quá trời luôn á. Trời, bắn nốt sao lại cứu cái này thì làm sao mà ăn được. Giờ bắn nốt xong chết luôn thì còn được. Căng vãi thế. Uầy, đồng đội mình đang thả emoji kìa. Ui, không phải khen đâu, mình vẫn bình thường mà. Uầy, làm sao bây giờ cân bố được thì hay nhờ, khó vãi. Ui, từ từ, nó bắt đầu ra kìa các bạn ơi. Này này, ui, hai đầu luôn này, ăn làm sao được trời. Map này hợp lý để bắn AFK mới ấy, nên là bây giờ cầm AFK mới quảng thắng luôn nha. Chứ tầm này mình để thua nữa là lên 3 căng làm với các bạn ạ. Thách đấu không để thua dễ dàng như vậy đâu, nên là bọn mình cứ phải cố gắng nha. AFK này, một đầu nữa này. Ui, ba mẹ ơi này. Ui, tầm này mình nghĩ là thắng ở đấy các bạn ạ. Ui, hồi tin nổi team vàng thắng team thách đấu này. Ui vãi, yếu lắm ơi kia, xong vào đầu nhờ. Quả đấu mà vào đầu nữa thì rất là ảo luôn đấy các bạn ơi. Bao viên vào đầu luôn, nhưng mà không, trời ơi. Rồi, tại kia kiểu gì là chết trời, chỗ làm gì nữa, đằng nào chả đi. Rồi chắc chắn là team mình sẽ thắng cái round rồi đấy các bạn ơi. Và thắng 4-2 rồi nè. Ok, cái đứa kia chả lẽ là cân 4, không có chuyện đó đâu. Rồi, K-boy ép bo nó thôi nào, chạy là sao được. Chạy vào bo hộ cái, ui bên kia hổ báo quá à. Ok, trận này mình không nghĩ là thằng team tức đầu dễ dàng như vậy đâu ạ. Trận này team mình có vẻ ổn hơn rồi nè. Thế ạ, trung bình là huyền thoại này, nhưng mà team nó vẫn là thách đấu ý. Leo rank bên server này đúng là ám ảnh luôn đấy các bạn ạ. Bạn là mới chơi ở server này mà lại còn chơi PC nữa, auto gặp thách đấu luôn đấy. Đỡ làm sao được trời, chắc là không có cửa để lên rank đâu các bạn ạ. Thì mới chơi mà chơi PC mà gặp thách đấu với server này rất là căng luôn, khó vãi thề. Team mình của thanh niên số 4 kia nhìn khá là giống Việt Nam nha. Thắt thép và ủa là sao, không biết phải Việt Nam không nhỏ. Chắc là không phải đâu các bạn ạ, chắc là đấy là tiếng nước ngoài đấy. Ừ. Ok. Nói chung là cầm AUG tầm này cũng rất là mạnh ý. Kiểu như là team mình chưa có giáp mà nên bắn vào đầu rất là thích luôn. Đó, trời ơi, khẩu này vuốt tâm sướng như khẩu AX-18 ấy các bạn ạ. Vuốt rất là thích luôn đấy các bạn. Ok, còn một thằng thôi. Trời ơi, tầm này phải thắng. Ok, và thằng đó sẽ là kill của mình nha. Rồi, đuổi theo nó. Ok, mày là sao mà sống được. Team nó bắn căng quá, bắt đầu lật kèo ấy các bạn ạ. Vừa ra phát chết luôn ấy, trời ơi. Ok, đây. Từ. Này, ơi, có kìa. Gì đấy, sao nó không bắn thằng kia bắn mình nhờ. Uầy, vai thay đầu top 30 server này. Bên server này cứ auto ghép trận là gặp top server, thế là sao mà chơi được nhờ. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng nha các bạn ơi. Đây là một thử thách của mình ấy, nên là mình sẽ cố gắng để thắng nha. Nói chung là càng gặp đối thủ mạnh càng thế các bạn ơi, càng luyện thêm trình được ấy. Đó, đây. À đây rồi, đây rồi. Này. Rồi, hay mà. Úi giời ơi, bất ngờ lắm đúng không. Từ vẫn còn một thằng nữa kìa. Từ bình tĩnh. Uầy, đang úi vãi lại chết rồi kia, trời lại để mình cân tất thế này chứ. Căng quá à, đối đầu thách đấu top 3 mấy server thì kia. Này, ui vãi hết sâu luôn. Bên nó thấy đi bản AFK mở hay quá ấy các bạn ạ. Nên là bây giờ quáng lật kèo nha, mình cứ sẽ bản AFK mở xem sao nha. Ok, lật kèo thôi, tập này thua là thua luôn đấy. Này, hay. Ôi hình như là giết thằng AFK mở rồi ấy. Được, giết thằng bản hay cho team nó rồi, nên là bây giờ có cơ hội lật kèo được ấy. Ok, úi giời. Ok, phải lật kèo. Uầy, ngon. Rồi mình nghĩ là team mình thắng được cái round rồi đấy các bạn ạ. À, tiến lên ra 3 xích căng ấy. Ok, đưa là cân 4 nha. Đây. Này, một viên rồi. Hai, còn vừa rất tốt luôn. Rồi, còn một thằng nữa thôi. Quả này bọn mình phải lên 3-3 và quảng thắng luôn nha. Uầy, team hiện tại đối đầu với team top 30 server. Trời ơi, không phải tin nổ luôn đấy. Ra quyết định của các bạn ơi, tầm này là phải thắng. Giờ mình sẽ ngồi đây quảng kê với các mờ thanh niên kia nha. Này, headshot luôn. Rồi, không biết là có cứu được không nhờ. Ok, trời ơi, giữa một thanh niên là yên tâm rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ lên cứu ấy. Ok, hai đứa, ui nó cứu rồi này. Ui ôi, thanh niên kia. Ui dồi ôi, sao ẩu thế nhờ. Từ cứu. Kéo đâu. Cái gì. Ui, sorry ông bạn. Trời ơi, mình không bấm được keo ra các bạn ạ. À. Trời ơi, bấm cái nhìn nhạy qua nó cứ ra một cái vật phẩm cay. Trời ơi, thế nên là mình không thích nhặt mấy cái đồ khác vào chỗ keo ấy các bạn, cứ bấm nhầm ấy. Ui dồi ôi, tội đồ quá các bạn ạ. À. Nhưng không sao, mong là vẫn thắng được nha. Ờ sao, nếu bạn chết mình sẽ cố gắng hơn, mình sẽ tăng động lực hơn để cố gắng thắng nha. Vì mình đã không cứu được thanh niên đó, tội vãi thề. Đây. Ui nhưng mà đồ mình làm hết rồi các bạn ạ, à. Ghê thật sự lên đấy. Uầy, thắng rồi nè. Wow, gặp thách đấu top 30 server nhưng vẫn thắng luôn. Đây, để mình check xem nha. Đúng là top 30 không? Ui đấy,
từ chiến top ở 33 này. Ui, top 1 Thái Lan AFC Cup M luôn. Wow, thật là khi nào AFC Cup M rất là ghê luôn đấy các bạn ạ. Trời ơi, không nghĩ là rank vàng lại gặp rank thách đầu top 30 server như này đâu. Ui, thế này top 60 và là top 1 Thái Lan 104 luôn đấy các bạn. Trời ơi. Oh my god. Ác quỷ à. Gặp đàn top 1 không hạ súng luôn đấy các bạn. Trời ơi, thay này cũng là top súng và cũng là rank rất là cao luôn. Ui, nói chung là toàn đối thủ mạnh à. Trận này nhìn rank có vẻ bình yên hơn rồi nè. Bên mình thì là trung bình, là huyền thoại, siêu huyền thoại. Còn team kia là cao thủ ấy, không phải là đại cao thủ như vừa nãy nữa. Nhưng mà nói chung nãy giờ gặp toàn team mạnh như bọn mình vẫn thắng rồi các bạn ơi. Ok, nói chung là chiến lược rank không là vấn đề, quan trọng là kỹ năng. À mà rank là chứng tỏ kỹ năng của người ta mà. Ừ, rank là nói đến kỹ năng của người ta mà. Nói chung là cố gắng nha, gặp team nào cũng được, chơi hết nha các bạn ơi. Từ chạy đã, tụi này không chơi, tụi này phải chạy để hồi máu cái đã. Ok, còn một đứa thôi. Ui, hết luôn. Nãy giờ cứ ra lại chết không hiểu sao. Này này, một đầu. Ui, ở tầm này có Messania làm gì nữa. Để thằng này nữa. À này nào, hở ra. Ok, có AFC M, trận này là mình sẽ bắt AFC M nha. Này này, ok. Ui, viên nào vào đầu viên đấy luôn ý. Ok, từ leo lên luôn các bạn ơi, không sợ nữa, bây giờ phải lật kèo nha. Ok rồi, có 153 chip này mà mạnh thật sự luôn. Dăm 30 bạn Thái Lan này á. Ra đây, welcome to Việt Nam. Ui ôi, núp cái gì, wow, qua ra kill luôn này. Ơ bạn ơi, cho mình mượn cái đầu cái nhá. Ok, đây, bây giờ là mình sẽ ngồi đây để bán nha. Một chỗ bán lý tưởng ấy. Bởi vì là mình thấy bên nó có một đứa đi bên phải, một đứa đi bên trái. À đâu, cả tiền đi bên trái, còn một đứa đi bên phải kìa. Nên là bây giờ mình sẽ kê thằng bên phải nha. Ủa, yếu lắm rồi ấy. Ủa, từ, cái thằng bên cạnh mình cũng đang hồi máu này. Hay là có xử thằng kia trước nhở? Phải là cho nó có lựu đạn đi để xem là có xi nhê gì không nha. Chúng chúng luôn đi chứ. 173 máu này, xử luôn. À con gái à, không phải là thằng à, sorry em nha. Ok rồi. Hồi máu đã, ui thằng nào quăng quả lựu băng này chứ, đụng đội mình sao ấy các bạn ạ. Hồi nếu mà địch quả đó thì mình chết rồi chứ. Ui từ. Ui dồi, ui lôi mẹ không ra keo ấy các bạn ạ. Trời ơi, lỗi ghê. Này lại biết ngay mà, nghe tiếng chân là biết liền. Ui, lại 23 rồi. Lần lên ra quyết định rồi các bạn ạ. À, thì bây giờ là mình sẽ chơi một trò, đó chính là lên trên nóc nha các bạn ơi. Cho bên Thái Lan lếm trải cái mùi vị Subi lên nóc nha. Rồi, tuy là mình sẽ không leo tank boy đâu, nhưng mà mình sẽ lên đây bắn nha các bạn. Ok, mình leo cao thường luôn. Rồi, nói chung là cầm hai khẩu AFC M và ngồi trên này tìm góc bắn để xử lý hết team địch nha. Mình nghĩ là sẽ có đường nó kiểu ngồi chỗ nhà nói, thì mình lên đây mình đi qua bên kia sẽ bán được rất là hợp lý luôn đấy các bạn. Chỗ thủ lý tưởng luôn. Đó, mình nói có sai đâu. Đây, một đâu. Ui trời ơi, không gạt đâu, không gạt được. Để sao, à còn được cứu này. Chắc là không nghĩ mình ở đây đâu nhở. Ừ. Này, vẫn ở đâu nha, vẫn bắn được nha. Lật kèo dễ của các bạn ạ. Ngồi trên này bán thì địch là không kịp lát luôn ý. Wow, 4-3. Ok, chắc là video này mình dừng lại đây nha các bạn ơi. Nói chung là một trải nghiệm thú vị khi mà leo đây bên server Thái Lan, gặp toàn thách đấu top server thôi à. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Và các bạn mình leo thách đấu bên server này không, đừng quên comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì theo lại các video theo nha. Bye bye.